Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tổng hợp. Trong bản tin ngày hôm nay, sẽ cung cấp cho các bạn thông tin 13 đồng chí bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. 1. Đồng chí Nguyễn Lam, bí thư thứ nhất nhiệm kỳ 1-2 năm 1950 đến năm 1962. Tên thật Lê Hữu Vị, ngày sinh ngày 31 tháng 12 năm 1921, mất năm 1990, quê quán xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Ninh. Chức vụ nguyên bí thư Trung ương Đảng, nguyên bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa 2, 4, 5, 6, 7, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng, truy tặng năm 2007 và nhiều huân chương khác. 2. Đồng chí Vũ Quang, bí thư thứ nhất nhiệm kỳ 3 năm 1962 đến năm 1978, tên thật Vũ Mai, sinh ngày 18 tháng 3 năm 1926, mất năm 2006, quê quán Sơn Tây, Hà Nội. Chức vụ nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa 5, nguyên Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, Huy chương Đại đoàn kết toàn dân, Huy chương Vì thế hệ trẻ, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. 3. Đồng chí Đặng Quốc Bảo, bí thư thứ nhất, nhiệm kỳ 4 năm 1978 năm 1982. Tên thật Đặng Quốc Bảo, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1927, quê quán xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Chức vụ thiếu tướng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa 4, nguyên Trưởng ban Khoa giáo Trung ương Đảng, học hàm Phó giáo sư, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhất nhì ba, Huân chương Kháng chiến hạng nhất và nhiều huân chương khác. 4. Đồng chí Vũ Mão, bí thư thứ nhất nhiệm kỳ 4 năm 1982 năm 1987, tên thật Vũ Mão, sinh ngày 19 tháng 12 năm 1939, mất năm 2020, quê quán xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Chức vụ nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa 5, 6, 7, 8, 9, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 9, 10, 11, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Chống Mỹ hạng 3, Huân chương Công trạng hạng nhất, Huân chương Đại tướng của Vương quốc Campuchia, Huân chương Istara hạng nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Huân chương Mặt trời mọc của nhà vua Nhật Bản, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. 5. Đồng chí Hà Quang Dự, bí thư thứ nhất nhiệm kỳ 5 năm 1987 đến năm 1992, tên thật Hà Quang Dự, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1945, quê quán xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Chức vụ nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa 7-8, nguyên Ủy viên Hội đồng Nhà nước khóa 8, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1987 đến năm 1992, đại biểu Quốc hội khóa 6, 8, 9, 10, huy chương Vì thế hệ trẻ, huy chương Vì sự nghiệp đoàn kết dân tộc, huy chương Kháng chiến hạng 2, huân chương Độc lập hạng nhì. 6. Đồng chí Hồ Đức Việt, bí thư thứ nhất nhiệm kỳ 6 năm 1992 đến năm 1996. Tên thật Hồ Đức Việt, sinh ngày 13 tháng 8 năm 1947, mất năm 2013, quê quán xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Chức vụ nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa 7, 8, 9, 10, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng khóa 10, đại biểu Quốc hội khóa 9, 10, 11, 12. 2. Nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. 7. Đồng chí Vũ Trọng Kim, bí thư thứ nhất nhiệm kỳ 7 năm 1996 đến năm 2001. Tên thật Vũ Trọng Kim, sinh ngày 23 tháng 3 năm 1953, quê quán xã Bình Giang, huyện Thanh Bình, tỉnh Quảng Nam. Chức vụ nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa 8, 9, 10, 11, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 10, 11, 13, 14.
2008, đồng chí Hoàng Bình Quân, bí thư thứ nhất nhiệm kỳ 78 năm 2001-2005, tên thật Hoàng Bình Quân, sinh ngày 16 tháng 6 năm 1959, quê quán huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 9, 10, 11, 12, nguyên trưởng ban đối ngoại Trung ương, Ủy viên Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 4, huân chương khóa 14, huân chương lao động hạng nhì. 9. Đồng chí Đào Ngọc Dung, bí thư thứ nhất nhiệm kỳ 8 năm 2005-2007, tên thật Đào Ngọc Dung, sinh ngày 6 tháng 6 năm 1962, quê quán xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, 13, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14. 10. Đồng chí Võ Văn Thưởng, bí thư thứ nhất nhiệm kỳ 9 năm 2007-2011, tên thật Võ Văn Thưởng, sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970, quê quán xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13, bí thư Trung ương Đảng khóa 12-13, thường trực Ban Bí thư khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, dự khuyết 11-12-13, nguyên trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 12-14, huy chương vì thế hệ trẻ, huân chương lao động hạng 3. 11. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, bí thư thứ nhất nhiệm kỳ 9-10 năm 2011-2016, tên thật Nguyễn Đắc Vinh, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1972, quê quán xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, dự khuyết 12-13, bí thư Đảng ủy, phó chánh văn phòng Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 13-14, học hàm, phó giáo sư, tiến sĩ. 12. Đồng chí Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất nhiệm kỳ 11 năm 2016-2020, tên thật Lê Quốc Phong, sinh ngày 3 tháng 5 năm 1978, quê quán quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, dự khuyết 13, bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp, đại biểu Quốc hội khóa 14. 13. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất nhiệm kỳ 11-2020 đến nay, tên thật Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 26 tháng 11 năm 1979, quê quán thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin của ngày hôm sau. Mẹ ơi!